Chào các bạn, hôm nay thầy Hiếu có một uh, quả đầu mới I have my hair cut today uh, Hôm nay thầy đã đi cắt tóc và trông có vẻ như là thầy đã trở lại và trông vô hại hơn xưa yeah. Rồi, chúng ta xem nào là chúng ta có bao nhiêu bạn vào học rồi gần 300 bạn rồi này khá là tốt, gần 300 bạn rồi khá là tốt. OK, chúng ta có vẻ như là rất nhiều bạn đã thành một thói quen đúng không nào? gần như là có nhiều khá nhiều bạn đã thành một thói quen là cứ tối chủ nhật hàng tuần, sau khi mà chúng ta được nghỉ hai ngày thứ bảy chủ nhật rất là thoải mái, thì chúng ta lên Matrix à, vào cái nhóm thích học toán cùng thầy hiếu và chúng ta học bài với thầy. Hôm nay thì đã là tuần thứ sáu rồi. Đấy, hôm nay chúng ta đã là tuần thứ sáu rồi chúng ta đã học được 5 tuần đúng không nào bây giờ thầy trước khi bắt đầu bài học thầy sẽ có một câu đố đố các bạn nhé câu đố này câu đố cực kỳ hóc búa câu đố cực kỳ hóc búa đố các bạn làm được câu đố như sau đó là nha câu đố như sau à bình tĩnh nào cầu đồ này làm sao để có thể uống nước ở dưới đáy của một cái cốc đầy ở dưới đáy của một cái cốc đầy mà không đổ nước ra không đổ nước ở phía trên của cốc đó ra tức là bây giờ chúng ta có một cái cốc nước đầy và chúng ta chỉ uống nước ở phía dưới đáy thôi chúng ta không đổ cái nước ở phía trên ra nhưng mà làm sao để chúng ta có thể uống được à chúng ta hãy comment cho thầy nhá nào comment cho thầy xem nào nào xin mời Đấy rồi comment nào à có bạn trả lời này bạn nguyễn thu huyền rồi à, có bạn thanh phúc trả lời rồi con của mẹ quỳnh hoa cũng trả lời rồi lê hải yến cũng trả lời rồi mai phạm vinh phan rồi, rất nhiều bạn đã comment uh, Vũ Minh, Minh Vũ, Minh Vũ cũng trả lời rồi Rất nhiều bạn trả lời đúng, khá là tốt uh, Phương Nam cũng trả lời rồi, bạn Hương Đinh trả lời rồi, Hằng Nguyễn trả lời rồi Rồi không tên đâu là bạn nào đây, cũng trả lời rồi uh, Nguyễn Tạo Toàn, Phạm Chiêm, rồi oh, rất tốt thầy đọc tên của nick facebook nha chứ thầy không đọc tên các bạn bởi vì thầy không nhớ tên các bạn đâu à. rồi bây giờ xem nào ờ đáp án của chúng ta sẽ là gì đáp án của chúng ta giả sử đây là một cái cốc à, cái cốc như này bây giờ chúng ta sẽ cắm một cái ống hút vào đây để chúng ta có thể hút được cái nước ở dưới đáy này vào đó Đáp án của chúng ta đó là chúng ta sẽ dùng ống hút. Rồi bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay. Đây là dạng toán trồng cây. Buổi trước chúng ta đã học một phần cơ bản về dạng toán trồng cây rồi. Đúng không nào? À, các con còn nhớ cái bài học buổi trước hay không? Buổi trước rất nhiều bạn đã học cùng thầy cái bài về dạng toán trồng cây rồi. Bây giờ thầy sẽ nhắc lại một chút. Chúng ta thấy ở đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thầy có 8 cái cây như vậy là bây giờ thầy sẽ làm thế nào 8 cái cây thì chúng ta thấy nhá giữa 8 cái cây này chúng ta có này một khoảng này hai khoảng 3 khoảng 4 khoảng 5 khoảng 6 khoảng 7 khoảng như vậy giữa 8 cái cây thì sẽ có 7 khoảng và tương tự chúng ta có thể mở rộng tổng quát lên thì chúng ta sẽ thấy là số khoảng cách luôn luôn kém số cây là một trong cái điều kiện mà hai đầu này này đều có cây tức là trên một cái đoạn đường dài từ cái cây này cho đến cây này thì hai đầu đường đều trồng cây khi đó số cây sẽ kém hơn số khoảng cách là một hay số khoảng cách sẽ kém số cây là một được chưa nào và đây thầy có số khoảng cách giữa hai cây liền nhau luôn luôn bằng số cây trừ đi một hay số cây sẽ bằng số khoảng cách cộng với một bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau giả sử thầy biết cái quãng đường này biết cái khoảng cách này biết khoảng cách là d chẳng hạn Thế thì muốn tính quãng đường chúng ta làm thế nào? Muốn tính quãng đường từ cái cây này đến cây này thì chúng ta sẽ thấy này D cộng, với D cộng 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 với D Đúng không nào? Tức là chúng ta sẽ lấy số cái khoảng cách chúng ta gấp lên chừng đó là mỗi một cái khoảng cách này là D chúng ta sẽ gấp lên chừng đó là ví dụ như ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chúng ta sẽ lấy d nhân 7. Ví dụ d bằng 3 cm hay là bằng 3 m, chúng ta sẽ lấy 3 nhân với 7. Ok, được rồi nào. Khá là dễ đúng không con? Bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau. Như vậy là nếu chúng ta biết khoảng cách giữa hai cây liền nhau và chúng ta biết số khoảng cách thì chúng ta sẽ tính được quãng đường. Và ngược lại, nếu chúng ta biết được quãng đường, chúng ta sẽ tính được số khoảng biết được quãng đường và khoảng cách giữa hai cây chúng ta sẽ tính được số khoảng cách. Tương tự chỉ cần biết hai trong ba đại lượng đó là quãng đường này, số khoảng cách này và khoảng cách giữa hai cây là thầy trò chúng ta sẽ tính được cái đại lượng còn lại. Bây giờ thì để cho các bạn có thể hiểu kỹ hơn, thầy sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta làm một số những cái ví dụ. Ví dụ số 1 như sau. Cây xanh được trồng dọc theo một con đường dài 48 m, tức là từ cái cây đầu tiên cho đến cái cây cuối cùng là dài 48 m. Khoảng cách giữa hai cây là 6 m tức là gì cứ hai cây cách nhau này là 6 mét trong khi đó từ cái cây đầu tiên đến cây cuối cùng này sẽ là bao nhiêu mét sẽ là 48 mét được chưa Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào chúng ta thấy là 48 mét này người ta hỏi chúng ta là có thể trồng được bao nhiêu cây các con hãy comment cho kết quả cho thầy đối với cái bài toán số 1 này nào hãy comment kết quả bài toán số 1 cho thầy nhá nào chúng ta hãy comment kết quả Bài số 1 cho thầy để thầy đọc nào. Chúng ta sẽ trồng được bao nhiêu cây? Xin mời. Đây có một số bạn là ra 7 cây. À, có một số bạn ra 8 cây, có một số bạn ra 9 cây. Rồi để xem nhá. Việt Hùng ra bao nhiêu đây? Huệ Phạm ra bao nhiêu đây? Thanh Phạm, Lê Bích Lộc. Rồi. Rồi rồi tốt. Trần Thảo ra 9 cây, Nguyễn Lan ra 8 cây, Lê Bích Lộc ra 8 khoảng cách và 9 cây, rất chi tiết cao đăng minh ra 9 cây vũ phúc an ra 8 cây đó không phải là bạn nào cũng đúng hết đâu nhá thầy thấy phi thanh tú ra 9 cây thầy thấy là có một số bạn làm sai đấy à, vì sao các bạn làm sai thầy biết rồi là bởi vì các bạn là không đúng ha 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 vì sao các bạn làm sai là bởi vì uh, các bạn làm không đúng Nào Bây giờ à, Nguyễn Trang Hằng Nguyễn Văn Thị Hiền Ok bây giờ chúng ta sẽ thấy nhé Với cái quãng đường 48m này Mà chúng ta vậy lại thấy là cứ 6m Là một Có hai Là một khoảng cách Như vậy chúng ta sẽ tính được số khoảng cách à, Số khoảng cách Cái bút này có vẻ như là khó nhìn Nha à, số khoảng cách là chúng ta sẽ lấy 48 chia cho 6 bằng 8 m. À thầy xin lỗi, 8 khoảng. Đúng không nào? Chúng ta có 8 khoảng và bây giờ chúng ta thấy là nếu mà có 8 khoảng thì chúng ta sẽ có mấy cây? Chúng ta sẽ có 8 cộng 1 bằng 9 cây. Như vậy chúng ta đã xong, chúng ta có 9 cây. Bây giờ chúng ta đến với bài số 2. Bài số 2 như sau. Các cột đèn được đặt dọc theo một con đường, mỗi cột đèn cách nhau 5 m, tức là chúng ta biết khoảng cách giữa hai cột đèn. Hỏi đoạn đường đó dài bao nhiêu mét biết có 16 cột đèn. Nào, bây giờ chúng ta hãy comment cho thầy kết quả của bài số 2. Thầy khen những bạn nào làm đúng bài số 1 nhá. Các con làm đúng bài số 1 là rất là tốt. Rồi, bạn nào làm đúng bài 1 là rất là tốt. Bây giờ chúng ta hãy cùng lại làm bài số 2 cho thầy nào. Ừ, có bạn bảo là thầy lấy bút của Pay đi à? Ừ, ok, buổi sau thầy sẽ lấy bút của Pay để thầy viết. À, bài số 2, chúng ta câu hỏi của chúng ta là đoạn đường đó dài bao nhiêu mét? Bạn Thảo HM dài 75, Thanh Phúc dài 75, Cao Đăng Minh dài 75 các bạn khác đâu? À, Phương Nam cũng 75. Ừ. Uhm. Nào, comment tiếp cho thầy nào. À Hoàng Hà 75, Trần Hạnh 9 m, 9 m nhầm rồi, có vẻ như là nhầm rồi. Rồi. À, Vũ Minh Huệ 75, rồi, à, khá là tốt. Ờ à, Nguyễn 75, Minh Vũ 75, Ngô Lan Hương 65. Ủa, 65 là tính nhầm rồi, thần đồng tính rồi. À, tính lại cho thầy đi nào. À các con thấy nhá. Cái bài số 1 này chúng ta học luôn bảng chia 6 này. Đấy, trên lớp chúng ta cũng đang học bảng nhân và bảng chia 6. Đây, 48 chia cho 6 bằng 8. Thì cái bảng ha, bài 2 này chúng ta đang học về cách nhân một số có hai chữ số với một số có một chữ số. Bây giờ các con chú ý như sau. Chúng ta thấy này. À, Nguyễn Đức Huấn, Trần Minh Đức, à, Văn Thị Hiền, Nguyễn Hồng Trung, Trần Thảo, Hạnh Nguyễn, Lê Hải Yến đều ra kết quả khá là tốt Bây giờ chúng ta thấy này Mỗi một cột đèn cách nhau 5 mét Và chúng ta có 16 cột đèn Tức là chúng ta có 16 cái cột đèn 16 cái Và nhiệm vụ của chúng ta lúc này Là chúng ta tính cái quãng đường Mỗi cái này 5 mét Vậy chúng ta thấy là mỗi một khoảng này là 5 mét Bây giờ muốn tìm cái từ đầu cho đến cuối này là bao nhiêu Thì chúng ta sẽ phải tìm xem nào có bao nhiêu khoảng Đúng không nào cái 5m này này được gấp lên bao nhiêu lần? Đó, gấp lên bao nhiêu lần. Đúng không? Thì chúng ta sẽ xem là là 5 nhân với bao nhiêu. Cái bao nhiêu này sẽ tính bằng cách nào? Cái bao nhiêu này chúng ta sẽ dựa vào số cột đèn. Ở đây có tất cả là 16 cột đèn mà số cột đèn thì nhiều hơn số khoảng cách là 1 nên thầy sẽ có là 16 1. 5 nhân với 16 1 chính là 5 nhân với 15. À, bây giờ thầy sẽ nhân nhá Bạn nào mới lớp học lớp 3 chưa biết Thầy sẽ dạy cách nhân này 15 nhân với 5 Chúng ta lấy 5 nhân với 5 Là bằng 25 Viết 5 nhớ 2 5 nhân với 1 là 5 nhớ 2 bằng 7 Được chưa nào Và bây giờ chúng ta được là 75 m Các con có hiểu không nào Rồi bạn nào làm đúng bài này ô dê một cái cho thầy nào 500 bạn học rồi Rất là vui hôm nay các con phải học rất là đông Chăm chỉ rồi, bây giờ bạn đến với bài số 3. Bài số 3 như sau. Một con đường dài 45 m trồng 6 cái cây. Được chưa? Trồng 6 cái cây. Cách đều nhau. Hỏi khoảng cách giữa hai cây liền nhau là bao nhiêu mét? Chúng ta để ý một chút. Bây giờ thầy sẽ xem lại bài số 1. Bài số 1 là người ta hỏi bao nhiêu cây khi biết quãng đường và biết khoảng cách giữa hai cây. Bài số 2 là người ta cho khoảng cách giữa hai cây, cho số cây tính quãng đường. Vậy bài số 3 người ta cho quãng đường, cho số cây và yêu cầu tính khoảng cách giữa hai cây. Nào, bài số 3 như thế nào? Bài số 3 Việt Hùng bảo thầy đọc tên con đi. À, Phúc Phan. À, oh yeah, có rất nhiều bạn làm đúng. À, Thanh Phúc làm đúng, Trần Minh Đức làm đúng. Bài số 3 nào? Độ dài đoạn đường biết tức là từ đầu đường cho đến cuối đường biết. Đúng không? Từ đầu đường cho đến cuối đường biết. Đấy, từ đầu đường cho đến cuối đường biết. Đấy. Được chưa nào? Khoảng cách giữa hai cây liền nhau liền nhau là bao nhiêu mét? Biết rằng có 6 cái cây, bây giờ chúng ta sẽ thấy 6 cái cây. 1 2 3 4 5 6. 6 cái cây thì sẽ có 1 2 3 4 5 sẽ có 6 trừ 1 bằng 5 khoảng. Đúng không nào? Giữa 6 cái cây thì sẽ có 5 khoảng cách. Và bây giờ muốn tính độ dài giữa hai cái cây liền nhau hay tính mỗi một khoảng cách chúng ta sẽ lấy 45 đem chia cho 5 và chúng ta sẽ được kết quả là 9. Đơn vị là gì nào? Đây là 45 m thì đơn vị chỗ này là 9 m. Rồi, đáp số của chúng ta là 9m. Rất nhiều bạn làm đúng, thầy sẽ thưởng cho các bạn nhá. Thưởng cho mỗi bạn một món quà ăn được, đó là ba quả đấm. Ừ. Hoặc là bạn nào mà học ở lớp offline của thầy ấy, những bạn mà học ở lớp trực tiếp ở câu lạc bộ Mass Pay của thầy Hiếu ấy, câu lạc bộ Maspay là ở Hà Nội nhá. Những bạn không ở Hà Nội thì không cần quan tâm. Bạn nào ở Hà Nội mà học trực tiếp thầy Hiếu ở câu lạc bộ Mass Pay, nếu mà làm đúng ấy, thầy sẽ thưởng. Thầy sẽ thưởng cho các bạn 100k, 100k tức là 100.000 ấy thầy sẽ thưởng cho các bạn 100 nghìn Cầm chơi một lúc rồi trả lại cho thầy <laughs> Cầm chơi một lúc rồi trả lại cho thầy Ok, chúc mừng các bạn làm đúng Bây giờ chúng ta đến với bài số 4 Bài này khó này, bài này sẽ nhiều bạn làm sai Chiếc đồng hồ quả lắc Đấy, tức là một cái đồng hồ quả lắc như này Nó có một cái quả lắc này Nó cứ lắc đi, lắc lại Đấy Mất 12 giây để đánh 4 tiếng chuông tức là từ tiếng chuông thứ nhất, tiếng chuông thứ hai, tiếng chuông thứ ba, tiếng chuông thứ tư, tức là giữa bốn cái tiếng chuông này từ đây đến đây là mất 12 giây. Đấy, bây giờ câu hỏi đặt ra là vậy vào lúc 7 giờ thì nó đánh 7 tiếng chuông, nó sẽ mất bao nhiêu phút? Chúng ta hãy comment kết quả cho thầy. Thầy nghĩ rằng bài này sẽ có rất nhiều bạn làm sai. Đây rồi, bạn Thái Lan, bạn Kitty Hồ ra đáp số là 21, Thảo Grop ra 21, Vũ Anh Luân ra 21, à, Thanh Phúc, con của bố sinh thành ra 24, Phạm Chiêm ra 21, Hằng Nguyễn ra 21, Trần Thảo ra 18. Uhm, rồi, đấy, thầy nói rồi mà, bài này rất nhiều bạn làm sai. Trần Hạnh ra 21, Hằng Nguyễn ra 21, Thanh Phạm ra 21, Hương Phan ra 21. Rồi, rất nhiều bạn làm sai nhá. Thầy biết tại sao các bạn làm sai rồi. Các bạn làm sai là bởi vì các bạn làm không đúng. Ồ, oh, điều hòa nhà thầy lạnh quá. Nhà thầy có một cái điều hòa trong cái phòng này nó xịn quá nên nó lạnh quá nên là thầy phải tăng nhiệt độ lên. Rồi. Nào, bây giờ xem nào. Minh Vũ cũng ra 21. Lê Hải Yến ra 21, Đinh Cúc ra 21. Ờ, rất nhiều bạn ra 21 giây. À, Tuấn Phong em trai của anh Tuấn Kiệt ừ, ra 24 Ngọc Trâm ra 21 Văn Thị Hiền ra 21 rồi Hoàng Anh ra 28 wow thêm một đáp án khác rồi như vậy chúng ta có đáp án này 21 này 28 này 18 và 24 rồi bạn Dương Hoàng mở thầy mới cắt tóc đúng rồi chiều nay thầy đi cắt tóc có một cái rất là chiều nay ấy bình thường là thầy cắt tóc nó hơi dài nhưng mà hôm nay thầy cắt nó tại sao nó lại hơi 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 chọc như thế này các bạn biết tại sao không là bình thường là thầy đi cắt tóc chỉ mất có 40k thôi mất 40.000 nhưng mà hôm nay thầy đem tiền đi thầy đem một tờ 50.000 đi thầy trả và cái ông thợ cắt tóc đấy ông ấy không có tiền trả lại cho thầy thế là người ta mới bảo rằng là thôi nếu em không có tiền trả lại thì em cắt thêm cho một ít nữa để 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 cho nó hết tiền thế là người ta cắt chọc đi đấy, đấy nên là rút kinh nghiệm mà từ sau thầy đi cắt tóc thầy sẽ phải chuẩn bị tiền lẻ nhỡ đâu mà mình đem 500k đi mà cuối cùng là người ta không có tiền lẻ thì có khi là người ta cắt luôn đầu của mình <laughs> đúng không nào rồi đeo 500k đi người ta cắt luôn đầu của mình Ok có rất nhiều bạn bảo rằng là đáp số là 21 như vậy thầy những bạn ra đáp án là 21 chính xác là sai yeah. Những bạn ra đáp án 21 chính xác là sai vì sao nó sai? Là bởi vì nó không đúng. Bây giờ thầy sẽ giải thích cho các bạn tại sao lại sai nếu như ra đáp án là 21. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là giữa 4 tiếng chuông thì sẽ có bao nhiêu khoảng cách? Chúng ta sẽ thấy nhá Giữa 4 tiếng chuông. Sẽ có là 4 trừ đi 1 bằng 3 khoảng cách đúng không nào? Chúng ta có 3 khoảng và 3 khoảng này mất 12 giây, như vậy chúng ta sẽ tính được giữa 2 tiếng chuông liên tiếp. Giữa 2 tiếng chuông liên tiếp sẽ có này là lấy 12 đem chia cho 3 và chúng ta sẽ mất 4 giây. Đúng không nào? 12 giây cho ba cái khoảng từ tiếng chuông thứ nhất đến tiếng chuông thứ hai, từ tiếng chuông thứ hai đến tiếng chuông thứ ba và từ tiếng chuông thứ ba cho đến tiếng chuông thứ tư. Như vậy là chúng ta có ba khoảng. Ba khoảng này là 12 giây. Như vậy mỗi một khoảng sẽ là 12 chia cho 3 bằng 4 giây. Câu hỏi đặt ra lúc này là gì? Là phải mất bao nhiêu lâu để đánh 7 tiếng chuông? Như vậy chúng ta sẽ thấy là giữa 7 tiếng chuông. Bài này bài khó nên là phải giải rất là chi tiết. Giữa 7 tiếng chuông. Giữa 7 tiếng chuông sẽ có 7 trừ đi 1 bằng 6 khoảng. Và chúng ta sẽ thấy là mất thời gian để đánh mất số thời gian để đánh 7 tiếng chuông là mất số thời gian để đánh 7 tiếng chuông là. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là giữa hai khoảng là 4 và bây giờ chúng ta sẽ nhân với mấy khoảng đây? 6 khoảng và chúng ta sẽ được là 24. 24 ở đây là 24 giây. 4 giây gấp lên 6 lần. Đáp số bài toán này là 24 và thầy thấy là có một số bạn làm rất là tốt. Một số bạn làm rất tốt nha, yeah. thầy rất là khen các bạn đấy. Bạn nào ra 24 comment OJ oh yeah, một cái nào. Đấy, comment OJ một cái Và con đúng rồi nhá chúc mừng con Thầy biết các bạn làm ra đáp số 21 ấy Là các bạn làm như này này Các bạn lấy 12 chia cho 4 Bằng 3, xong rồi nó lấy 3 x 7 Đó là sai Còn các bạn làm ra đáp số 28 Là các bạn lại làm lấy là 12 chia cho 3 bằng 4 Sau đó lại 4 x 7 Đấy, ok Bài số Mấy nhỉ Xong rồi nhá như vậy, bài này đáp số của chúng ta là 24 giây. Ô, oh, lại hết mực rồi. Sao mà bút hết mực nhiều quá. Đây rồi. Ok, 24 giây. Bây giờ sẽ đến với bài số 5. Bạn Hoàng đặt 6 que diêm lên mặt bàn sao cho mỗi que diêm cách nhau 10 cm. Tức là que diêm thứ nhất đến que diêm thứ hai, que diêm thứ hai đến que diêm thứ ba mỗi một cái này là 10 cm. Người ta hỏi que diêm thứ nhất cách que diêm thứ năm là bao nhiêu? Vậy que diêm thứ nhất này, que diêm thứ hai này, que diêm thứ ba, que diêm thứ tư và que diêm thứ năm. Ôi quá dễ. Chúng ta có 10 từ que diêm thứ nhất đến que diêm thứ năm có 4 khoảng. 10 x 4 bằng 40 cm. Bài này dễ, thầy giải nhanh để chúng ta có thời gian làm bài còn lại. 550 bạn tham, 3 bạn tham gia rồi, rất là tốt. Bây giờ chúng ta đến với bài số 6. Một bác nông dân trồng cây chuối thành một hàng trên bờ ao dài 20 m sao cho hai cây gần nhau cách nhau 2 m. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là 20 m mà khoảng cách giữa hai cây là 2 m. Chúng ta lấy 20 chia 2 bằng 10 khoảng. Đúng không? Số khoảng sẽ là 10. Và từ cái khoảng này, chúng ta sẽ tìm được số cây là 10 cộng 1 sẽ bằng 11 cây. Xong chưa? Rồi xong nhá bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 7 xin mời các bạn bài số 7 à, ờ, cái bài số 5 và số 6 nó khá là dễ nên là chúng ta gì nhỉ số 5 và số 6 nó khá là dễ nên là chúng ta sẽ sẽ giải nhanh rồi Rồi, bài số 6. Xong rồi, bây giờ đến bài số 7. Chúng ta hãy comment cho thầy cách làm à, kết quả bài số 7. Trên một con đường dài 400 m các cây được trồng cách nhau là 5 m Hỏi, có bao nhiêu cây được trồng trên con đường đó? Biết cả hai đầu đường đều trồng cây. Tức là cái đầu này cũng trồng cây, và cái đầu này cũng trồng cây. Tính từ cây đầu tiên này đến cây cuối cùng này là bao nhiêu mét đây? Là 400 mét. 400 m. Khoảng cách giữa hai cây là 5 m. Đây, đoạn này là 5. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ bật ngay ra là chúng ta sẽ tính được bao nhiêu khoảng. Nào, chúng ta sẽ tính được bao nhiêu khoảng. Đấy rồi, bạn Phương Nam trả lời đúng này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có bao nhiêu khoảng? Số khoảng sẽ là 400 chia cho 5. Chúng ta được là 80 khoảng. Và với 80 khoảng này, chúng ta sẽ cộng thêm mấy nào? Cộng thêm 1 để ra số cây và chúng ta sẽ trồng được là 81 cây. Đáp số xong, 81 cây. Bạn nào ra 79 cây là nhầm nhá. Bạn nào ra 80 cũng là nhầm, chúng ta phải chú ý cho thầy. Biết quãng đường này, biết khoảng cách giữa hai cây, chúng ta lấy cái quãng đường chúng ta chia cho khoảng cách giữa hai cây thì chúng ta sẽ được là số khoảng cách và từ cái số khoảng cách đấy chúng ta cộng thêm một vào chúng ta sẽ được số cây như vậy chúng ta đã giải quyết xong bây giờ chúng ta đến với bài số 8 bài số 8 từ đầu đường đến cuối đường có tất cả 31 cây 31 cây được trồng cách đều nhau tức là khoảng cách giữa hai cây đều giống nhau khoảng cách giữa hai cây là 6 mét hỏi đoạn đường đó dài bao nhiêu thầy đợi chờ kết quả từ các con nào chúng ta hãy comment bài số 8 cho thầy Comment cho thầy bài số 8 nào. Uhm, đây rồi, rất nhiều bạn đã trả lời bài số 8. Bài số 8 nào. Đoạn đường đó dài bao nhiêu mét? Xin mời. Đây rồi, vẫn là bạn Phương Nam, em của anh Minh Quân. À, rất tốt 180 Hằng Nguyễn 180 ờ, Thái Lan 180 Rồi, Hằng Nguyễn 180 Lê Lan Anh 180. Rồi. Phạm Chiêm cũng 180. Tiếp nào. Đinh Cúc 180. Rồi, rất tốt. Mai Phạm 180. Lê Hải Yến cũng ra 180. Ừ. Thanh Phúc cũng ra 180. Rồi, very good. À, Tuấn Phong cũng ra 180. Rất tốt. Rồi. Huỳnh Thương 180. Hùng Yến 180. Bóc Đào Lâm Giang 180m. Nguyễn Khanh cũng 180m. Ok, rất tốt. Rồi, khá là tốt đấy. Nào. Ok Các bạn đợi thầy một chút nào Có bạn hỏi thầy là thầy đã livestream chưa Nên là thầy phải trả lời tin nhắn Nào Ok, bây giờ đáp số của chúng ta là bao nhiêu nào? Bây giờ chúng ta thấy nhá, từ đầu đường đến cuối đường có tất cả là 31 cây để trồng cách đều nhau. Như vậy, giữa 31 cây này, chúng ta sẽ có bao nhiêu khoảng? Chúng ta sẽ có 30 khoảng. Và mỗi khoảng là 6 mét, thì chúng ta sẽ lấy 6 nhân với 30. Thực ra là chúng ta có thể là chưa học cái phép tính này, nhưng mà chúng ta có thể hiểu là 6 x 30 thì chúng ta có thể lấy là 6 nhân với 3 rồi nhân với 10. Đúng không nào? Hoặc là chúng ta có thể hiểu là 30 nhân 6, kết quả sẽ là 180 m. Xong nhá. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ đến với bài 9 bài 10. Bài 9 với bài 10 là hai bài siêu khó, các bạn hãy comment cho thầy. Thầy tại sẽ tạm thời tắt cái camera đi để thầy uh, đi nhắc con thầy học bài, sau đó thầy sẽ quay lại. Rồi Chúng ta hãy comment cho thầy kết quả của bài số 9 và bài số 10 nhá. Ok, thầy lại có mặt rồi Bởi vì là đến giờ con trai thầy đi học tiếng Anh nên Với thầy người nước ngoài nên là thầy sẽ phải ra để nhắc em ấy à, nhắc bạn ấy học uh, Ok, nào bây giờ hai bài số 9 và bài số 10 là những bài khó Đây là các bài khó thầy sẽ phải giảng cho các bạn Giữa hai số lẻ 123 và 321 Có bao nhiêu số lẻ khác Như vậy chúng ta thấy này 123 này sau đó là đến là 125 sau đó đến 127 sau đó đến 129 đúng không như vậy đây là số đầu tiên đây là số thứ hai đây là số thứ ba chúng ta có thể tưởng tượng đây là cây đầu tiên đây là cây thứ hai và đây là cây thứ ba 131 rồi chấm 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 cho đến 317 319 và 321 hai cái này thì không lấy bởi vì người ta bảo là giữa hai cái này như vậy các số lẻ của chúng ta nghe nhá ờ, chúng ta chú ý nghe kỹ thầy giảng chỗ này bởi vì chỗ này là chỗ khá là khó nên là chúng ta phải nghe kỹ được chưa chúng ta nghe kỹ cho thầy chỗ này khá là khó nên là chúng ta phải nghe kỹ bây giờ chúng ta thấy đó là gì các số lẻ ở đây là gì nhỉ? 125, 127, 129, 131, ba vân vân cho đến 317, 319. Nó có một cái điều đặc biệt ở đây là giữa hai cái số này này nó cách nhau là hai đơn vị. Giữa hai cái số này nó cũng cách nhau là hai đơn vị và đây cũng cách nhau là hai đơn vị. Cứ như thế. Đấy, à, cứ như thế. Vậy chúng ta hãy tưởng tượng nó giống như là một hàng cây Cây thứ nhất là mang số hiệu 125. Cây thứ hai là 127, cây thứ ba 129 vân vân cho đến cây 319. Và khoảng cách giữa hai cây là 2. Bây giờ chúng ta sẽ thấy quãng đường. Quãng đường này sẽ dài là 319 trừ đi 125 và sẽ bằng là 4 này. 1 trừ 11 trừ 2 bằng 9 này, 194. Như vậy là quãng đường của chúng ta là 194. Bây giờ khoảng cách giữa hai cái là hai vậy chúng ta sẽ tính được số khoảng cách đó là 194 đem chia cho 2 và chúng ta được là 90 mấy? 97. Có hiểu không? Như vậy là chúng ta đã được là khoảng cách là 2 và số khoảng cách là 97. Biết được 97 là số khoảng cách, chúng ta sẽ cộng thêm 1 vào, chúng ta sẽ được số cây là 98. Đáp số bài toán này là 98 rất nhiều con làm đúng cái bài số 8 này nhá yeah. bây giờ chúng ta sẽ nghe thầy giảng lại chúng ta hãy tưởng tượng mỗi một cái số này nó đại diện cho một cái cây và để tìm số cây chúng ta sẽ đi tìm số khoảng cách rồi sau đó chúng ta cộng thêm một ở đây các cây này được trồng cách đều nhau với khoảng cách là hai để tính quãng đường chúng ta tính từ số đầu này cho đến cái số cuối này xem là nó cách nhau bao nhiêu xa thì chúng ta xét hiệu 319 trừ đi 125. Được chưa nào? Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong. Rất là hay đúng không nào? Và đáp số bài toán này là 98, số lẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 10. Rất là nhanh chóng các bạn đã à nào, sau khi tài giảm từ bài số 1 đến bài số 9 các bạn có hiểu bài không? Các con có hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài thì hãy comment là con hiểu bài nhé. Rồi bạn nào hiểu bài hãy comment là con hiểu bài nhá. Ok. Bây giờ thầy sẽ thử xem nào là ở trên cái mắt x của thầy có dạng toán trồng cây hay không nhá. Bây giờ nào, chúng ta vào mắt x đối với lớp 3, chúng ta ấn vào lớp 3. Chúng ta ấn vào toán tư duy Singapore thì chúng ta có bài toán trồng cây hay không? Ở đây rồi, chúng ta thấy này có bài toán trồng cây này, các bạn nhìn nhá. Đây thầy sẽ vào lại MathX này, chúng ta vào MathX thi hợp toán, sau đó chúng ta ấn vào lớp 3. Ấn vào lớp 3 sau đó chúng ta vào phần toán tư duy Singapore. Chúng ta vào mục chuyên đề bài toán trồng cây. Đấy, chúng ta thấy này. Tuyệt vời không? Đấy thấy không? Bài toán trồng cây. Đấy, cái bài ứng dụng bài toán trồng cây với dãy số này. Đấy. Các bạn thấy không? Rất là hay nhá chúng ta hãy vào Madix học. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì vào đây xong rồi ấn vào chữ là đăng ký hoặc là vào bố mẹ gọi đến cái số hotline đây này, cái số 0912698216 để đăng ký nhá. đấy rồi một phút dành cho quảng cáo đã kết thúc và bây giờ chúng ta quay lại bài nào? Ai đó comment cho thầy kết quả của bài số 10 nào? Bài số 10 rất khó đúng không? Rồi comment cho thầy kết quả của bài số 10 nào. Bài số 10 là cái dãy số 1 3 5 7 9 vân vân cho đến 99. Đây là các số lẻ, hơn 100. Thầy biết là có một số bạn làm rất là hay. Một số bạn làm như này. Chúng ta thấy này, 1 3 5 7 chúng ta thấy khoảng cách này là mấy? 2. Khoảng cách này là 2. Khoảng cách này là 2. 9 như vậy khoảng này cũng là 2 và cứ như thế cho đến 95 rồi 97 rồi 99 chúng ta thấy là cứ cách 2 rồi lại cách 2. Như vậy trước hết thầy sẽ tìm số khoảng cách. Thầy sẽ tìm số khoảng cách bằng cách nào? Thầy sẽ lấy 99 trừ đi 1 là bằng 98 tức là quãng đường từ cái này cho đến cái này là 98. Sau đó phải lấy 98 chia cho 2 thầy được là 49 khoảng. Và muốn tính số số hạng hay là số cây chúng ta lấy 49 cộng với 1 kết quả bằng 50. Đáp số bài toán này là 50. Xong nhá. Đấy là cách 1. Thầy biết là có một số bạn học sinh cực kỳ thông minh. Một số bạn học sinh cực kỳ thông minh đã giải cái bài toán này vào một cách như sau. Bạn ấy thấy này. Từ 1 cho đến 100 là có 100 số. Đấy. Sau đó nhìn này 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vân vân Cho đến 99 Thì đây là 100 Tức là từ 1 cho đến 100 Thì chúng ta sẽ thấy là số lượng các số chẵn Bằng số lượng các số lẻ Và bằng một nửa Vậy chúng ta lấy 100 chia cho 2 Đúng không? Chúng ta lấy 100 chia cho 2 Chúng ta sẽ được là gì? 50 Xong Như vậy chúng ta đã làm xong cái bài toán này rồi bài học hôm nay đã kết thúc tại đây rất thú vị khi mà hôm nay các bạn đã uh, có đến 550 năm mươi mấy bạn tham gia rất là tốt. Bạn nào hiểu bài ngày hôm nay hãy comment phía dưới cho thầy. Tuần sau chúng ta sẽ học một cái chủ đề cũng rất là thú vị. Anh nha, tuần sau có thể là à nhưng mà tuần sau không biết là thầy có dạy được không bởi vì tuần sau thầy có một cái lịch thầy sẽ đi vắng đi xa khỏi Hà Nội trong cái ngày thứ bảy và chủ nhật tuần sau nếu mà thầy về kịp vào ngày chủ nhật thì thầy sẽ dạy chúng ta còn nếu không thì chúng ta sẽ làm bài và thầy sẽ chữa xong rồi bây giờ bạn nào hiểu bài hãy comment phía dưới là con hiểu bài và đừng quên nói lời cảm ơn thầy hiếu đã dành thời gian dạy chúng ta bây giờ thầy sẽ có thêm một cái bài toán nữa thầy có thêm một bài toán nữa đố các bạn làm được và là nếu chúng ta làm được bài này có nghĩa là chúng ta rất hiểu bài rồi rồi cho dãy số phải có dãy số này 1, 5, 9, 13, vân vân Cho đến 97 Câu hỏi đặt ra là dãy trên có bao nhiêu số hạng Nào, câu hỏi đặt ra là dãy trên có bao nhiêu số hạng? nào xin mời nốt bài toán này sau đó chúng ta sẽ đi ngủ nhá nào thầy cho thêm một bài nữa để kiểm tra xem là chúng ta có hiểu bài hay không cố lên nào nào comment cho thầy nào Ok, nào làm thêm bài này nữa đi nào các đồng chí ơi, các thanh niên ơi, làm đi nào Đáp số là bao nhiêu? Ô, oh, có một bạn làm sai rồi Có bạn hỏi là thầy biết Hải Phong hay không? Có, thầy có mấy bạn học sinh tên là Hải Phong Có bạn ra là 25, có bạn ra là 43 Dạ, 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 có một số bạn làm sai rồi Có bạn ra, Nguyễn Đồng Trung ra 25, Phương Nam ra 25 Các bạn khác đâu? Hãy đặt phép tính và tính cho thầy nào Ok, đặt phép tính và tính cho thầy nhá. Có bạn là 44. Ừ. Các bạn ra 25. Ừ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Hãy comment đi nào. Bây giờ Thanh Phúc ra à, 25. Chúng ta thấy nhá, cái dãy số của chúng ta này. Giữa hai cái số này nó cách nhau mấy đơn vị? Cách nhau 4 đơn vị. Như vậy cái hàng cây của chúng ta lúc này là cách nhau 4 đơn vị. Và cái quãng đường của chúng ta là dài là 97 đi 1 là bằng 96 bây giờ số khoảng cách sẽ lấy 96 chia cho 4. Chúng ta thấy được là bằng 24. Và số cây sẽ là 24 cộng thêm 1 là bằng 25. Chúng ta có 25 số. Đây sau này chúng ta học về cái dạng toán này nó sẽ là dạng toán lấy số cách đều. Tuy nhiên, mục đích của thầy trong cái bài học này thầy chưa muốn các bạn nhớ công thức để tính. Thầy thấy là có một số bạn thuộc lòng công thức, muốn tính dãy số cách đều chúng ta lấy số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1 nhưng mà không hiểu tại sao lại như thế. Nên là nội dung cái bài học này thầy hiếu muốn chúng ta muốn các con hiểu cái bản chất tại sao chúng ta xây dựng được công thức đó còn những buổi sau chúng ta sẽ học về công thức đó sau còn bây giờ thầy hiếu chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con thầy rất vui khi hôm nay có rất nhiều bạn học sinh tham gia học và chúng ta làm bài rất là tốt bạn nào làm tốt thay bảo bố mẹ thưởng cho mình một cái gì đó một cái gói bim bim hoặc là một cái kem còn thầy hiếu sẽ thưởng cho các bạn 100 k cầm chơi một lúc rồi trả lại cho thầy bye bye